xuất sớm do nhạy cảm đầu dây thần kinh là như thế nào? Nguyên nhân nhạy cảm thần kinh dương vật là do các bạn mới quan hệ chưa có kinh nghiệm nên các bạn chạm vào quy đầu thì nó sẽ rất là nhạy cảm, và các bạn quan hệ khi mà kích thích mạnh thì nó sẽ nhanh ra hơn, và khi các bạn quan hệ nhiều lần và cái kinh nghiệm nó đã tăng lên và cái kích thích ở cái đầu cậu nhỏ nó đã giảm dần thì cái thời gian quan hệ của bạn nó sẽ được kéo dài hơn. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà các bạn đã lấy vợ lâu rồi mà vẫn bị cái tình trạng mà bị xuất sớm thì đó là do cái thần kinh trên thân dương vật nó bị bất thường. Bình thường thì nó có hai sợi dây thần kinh, nhưng những trường hợp bất thường thì nó có thể tăng lên nhiều sợi hơn. Và chính vì cái điều này mà nó khiến cho các bạn là bị cái tình trạng là xuất sớm. Kể cả là các bạn quan hệ lâu rồi thì nó vẫn bị xuất sớm. Và những cái trường hợp này thì các bạn hãy nhấn link dưới anh đại diện để mình tư vấn hướng dẫn cho các bạn.